Đối tượng bị truy nã là Nguyễn Thị Ngọc Ánh 2001, trú tại huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ. Theo tài liệu điều tra, vào năm 2018, Nguyễn Thị Ngọc Anh gặp gỡ và làm quen với một nữ đối tượng tên Tờ, quê Thái Nguyên, là gái mại dâm ở Giang Ma trở về Việt Nam để tìm các cô gái trẻ đưa lịch sự Giang Ma bán dâm. Tờ, chủ Ngọc Anh lịch sự nước ngoài bán dâm và Ngọc Anh đồng ý. Muốn có người đi cùng nên Ngọc Anh nối tiếp rủ một cô gái quê ở Ứng Hòa, Hà Nội. Ngọc Anh nói dối là lịch sự làm nhân viên chi bài trong sòng bạc với mức lương 15 triệu đồng tháng nên nạn nhân đồng ý. Tháng 11 năm 2018, Tờ đưa Ngọc Anh cùng cô gái lịch sự Trung Quốc sau đó qua Giang Ma bằng đường tiểu ngạch. Ngọc Anh và Tờ đã giao cô gái cho đối tượng là chủ chứa mại dâm người Trung Quốc lấy số tiền 1.300 nhân dân tệ. Đến đầu tháng 1 năm 2019, Tờ và Ngọc Anh nối tiếp quay về Việt Nam để tìm nguồn hàng đưa lịch sự Giang Ma làm gái mại dâm thì bị cơ quan công an phát hiện. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra Ngọc Anh đã bỏ